Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chuẩn bị vào cái đợt nắng nóng rồi thì mình bắt đầu nhập về kem Tràng Tiền rồi nha các bạn. Đây là 3 khay và 3 thùng vừa kem vừa sữa chua của bên kem Tràng Tiền nhé các bạn. Đợt này họ báo giá lên so với năm ngoái thì cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh rồi chiến tranh thì một số các cái mặt hàng của kem thì hiện tại cũng tăng. Đây là giá của cái đơn hàng này 1,7 triệu các bạn. Đây, 1,7 triệu gồm có 10 cái kem. Kem này là kem vỏ giòn sô cô la, phủ sô cô la nhé các bạn. Thứ hai đấy là một cái khay kem, này là kem sữa dừa, nhưng loại này là loại đắt thì phải. Loại này là loại rẻ. Cái kem, cái chữ mà nó vuông này là ký hiệu của kem rẻ này, rẻ hơn này. Đây là một khay kem rẻ. Bên dưới này là khay kem đắt đây. Đây các bạn, hai loại này khác nhau ở cái chữ của nó này. Loại này sẽ đắt hơn cái loại này 5.000. 5 đến xem ở đây. Kem đắt là chênh nhau 15.000 các bạn ạ. Loại này đắt hơn loại này 15.000. Nó cùng có đậu xanh này, sữa dừa. Thì loại rẻ thì cũng có đậu xanh và sữa dừa. Đây là hai loại rẻ. Đây là họ vừa bỏ cho mình vì hôm nay mình mới bắt đầu cắm tủ. Nhưng họ đang để ở đây để họ đi giao các cái cửa hàng khác, xong rồi họ quay lại họ lấy cái giỏ này sau. Đây là một thùng sữa chua. Sữa chua bán ra ngày trước là bán ra 3.000, nhưng mà mình chia cái đây, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem Tràng Tiền nó sẽ có những cái loại kem gì. Đấy, nãy giờ là mình giới thiệu cho các bạn là ba loại. Đây là sữa chua nhé các bạn. Đây sữa chua. Đây sữa chua và đây là kem. Một thùng này nữa là đây là thùng ốc quế các bạn. Đây là một thùng kem ốc quế sô cô la. Loại này nó có hai vị, nó vị vị sô và vị dâu, như hình như họ mới bỏ cho mình cái loại sô thôi. Và đây là cái kem ly. Đây. Kem ly. Kem ly vi hương vani và nho. Loại này. Đây. Đây là tổng các cái hàng kem mà bên Tràng Tiền. Bên kem Tràng Tiền á sẽ nhập cho các bạn nếu mà các bạn bán kem Tràng Tiền. Đây là kem Tràng Tiền chính hãng nha các bạn. Đây là của nhà phân phối chứ không phải là kem Tràng Tiền. Nó có hai loại các bạn. Một loại là cái đội mà bán rong á, nó cũng có đề là kem Tràng Tiền, nhưng mà nó không phải là hàng chính hãng, nó sẽ rẻ hơn. Nhiều nhà đi bán cái đội mà đi bán rong lai xe ở cái thùng xốp á, nó sẽ rẻ hơn. Nhiều khi
Nhiều khi khách hàng họ mua họ bảo tại sao cái có cái này nó mình lại bán đắt hơn. Thì các bạn cũng cứ trình bày cho họ, đấy là cái nó có hai loại, một loại là không phải của chính hãng, nó chỉ làm giống vỏ thôi. Cái vỏ nó giống thôi. Nhưng cái giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Thì nếu mà mọi người muốn mua các cái đồ mà không phải của hàng chính hãng á thì có thể đến cái chỗ rẻ mua, mình cứ nói thẳng như họ để họ biết. Vì hàng của mình là hàng chuẩn thì mình cứ lôi những cái mà nó tương ứng với cái giá tiền để mình ra mình tư vấn cho khách hàng thôi. Để khách hàng họ yên tâm là họ không bị ăn đắt. Đấy, tổng đơn của mình nhập đơn này là 1,7 triệu này. Đấy, bảng giá mình soi luôn cho các bạn xem. Năm nay nó báo là giá cao hơn. 130 một thùng ke ốc quế, một thùng ốc quế này là bao nhiêu giá? Ốc quế 31 130 chia cho 35 và 3,700. Cái này bây giờ phải bán 5,000 các bạn. Đợt trước là bán có thể bán được 4,000 năm ngoái, nhưng mà năm nay nó vào đã 3,700 rồi, phải bán 4,000. 4,000 một à 5,000 một cái. Sữa chua đợt trước là bán 32. Đợt trước là bán 3,000. Nay chắc phải hơn. À đợt trước là 2,500 chứ. Đợt trước là 2,500, bây giờ chắc phải bán 3,000 một cái. Cái này đợt trước bán 4,000 nhưng mà năm nay phải bán 5,000 các bạn. 2 4 6 8 10. Một túi này có 10 cái. Thì phải bán 50,000. Còn cái sữa dừa rẻ này là vào 27 thì phải bán 35. Năm nay phải bán 35. Cái hàng đắt này thì phải là 50-55 các bạn. 50 đến 55, 50,000. Này phải là 50. Đấy. Cái ly này thì là hương vị tự nhiên, xem bao nhiêu ly nào. 48. Số lượng 48. Ly là cũng vào là hơn 3,000 rồi các bạn. Cái này rồi bây giờ cũng phải bán 4,000-5,000 ly này. Ngày trước là bán 4,000 nhưng mà năm nay tất cả các mặt hàng kem họ đều tăng lên một chút, một ly tăng lên 500 đến 1,000 nữa. Nên là giá năm nay sẽ bán phải cao hơn. Đây, tủ mình vừa mới vệ sinh để cắm cho nó lạnh, vừa cắm được 3 phút rồi. lạnh luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi cho kem vào tủ nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ xếp kem vào tủ nha các bạn. Bye.
vậy là 20 hộp kem rẻ nha các bạn. Và đây là kem đắt. Kem đắt thì có 2, 4, 6. Có 10 hộp cơm kem đắt. Đây là vỏ tròn. Là 10 túi vỏ tròn. Bây giờ đến cái kem đi. Em ly thì mình cứ đổ cả vào thôi các bạn. Đây, đây là ốc quế nha các bạn. Ốc quế mình cũng đổ luôn. Em mình sẽ lấy cái thùng này để bỏ kem. Nếu cái thùng sữa chua thì mình để nguyên các bạn. Dùng thùng để làm mà. Đẩy luôn hả? Không có đổ ra nó rơi, nó chèn xuống dưới. Nó sẽ không biết còn hay là hết hàng. Ok các bạn, vậy là mình đấy các bạn, tổng đơn của mình là 1.700.000 nhưng mà vẫn đang còn dư chỗ của tủ khá là nhiều. Nếu cái tủ này thì các bạn phải lấy khoảng 2 đến 3 triệu tiền kem thì mới full được tủ nha các bạn. Vì tủ này là đang là tủ mới nên mát rất là nhanh, mình vừa cắm có 3 phút đã mát lạnh rồi các bạn. Ok các bạn, mình vừa cho các bạn xem cái những cái mặt hàng mà kem Tràng Tiền có để các bạn có thể nhập cho cửa hàng của mình. Mình cũng cho các bạn xem giá của năm nay là như thế nào để các bạn có thể tham khảo. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì để lại cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé, để ủng hộ mình có động lực làm các cái video để cho các bạn tham khảo nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Bye bye.